chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Tác giả Gu Duc Song. Chương 3. Làm thế nào để nhận thức rõ hiện thực và từng bước vượt qua trở ngại? Song Hyung Song phá sản. Sắp hết giờ làm, điện thoại của Chu Sốc Chun đổ chuông liên hồi. Đó là Du Ji He, chủ nhiệm câu lạc bộ lướt sóng. Chu Sốc Chun do dự không biết có nên nghe máy hay không. Từ sau lần gặp giáo sư Masu, anh đã giảm hẳn những khoản chi tiêu không cần thiết, cho nên đã mấy tháng anh không tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Oh Chun-bi đang đau đầu vì chuyện thu hồi nhà, cho nên hai người họ đã vắng mặt trong mấy buổi sinh hoạt. Nếu là trước kia, bất kể câu lạc bộ có hoạt động gì, họ đều tham gia đầy đủ, nhưng bây giờ đã khác. Chuông điện thoại vẫn đổ dồn, anh đành cầm điện thoại lên ấn nút nghe. Em Do Ji He đây, sao anh không nghe điện thoại? Xin lỗi, tôi đang bận việc, có chuyện gì sao? Anh Hun Song đang nằm viện. Sao cơ? Anh cứ nghĩ Do Ji He gọi nhắc anh tham gia buổi sinh hoạt sắp tới, nên trong đầu anh đang nghĩ lý do để từ chối. Không ngờ lại nhận được tin Song Hun Song nằm viện. Nghe nói là ung thư phổi. Sao lại thế được? Sức khỏe anh ấy tốt như vậy cơ mà. Lần trước gặp nhau, anh ấy vẫn vui vẻ cơ mà. Sao lại ung thư phổi được? Chú Súc Chun không tin nổi Song Hyung Song bị ung thư phổi. Mấy tháng trước, anh ấy còn lướt sóng rất khỏe cơ mà. Đúng vậy, nhưng ung thư phổi rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Thường là khi phát hiện ra, đã quá mất thời điểm điều trị lý tưởng. Du Ji He đề nghị hội viên của câu lạc bộ cùng nhau đi thăm Song Hyung Song. Tuy đã hết giờ làm, nhưng chú Sốc Chun vẫn chưa xong việc vì trung tâm chăm sóc khách hàng ở Busan tháng 11 tới sẽ chuyển địa điểm nên có rất nhiều điện thoại gọi tới. Xem ra anh sẽ đến chỗ hẹn muộn. Vừa xong việc, chú Sốc Chun vội vàng tới bệnh viện. Những người khác đã thăm hỏi xong, đang chuẩn bị về. Chú Sốc Chun chào hỏi những người bạn đã lâu không gặp, sau đó đi vào phòng bệnh. Thấy Song Hyung Song đã ngủ, vợ ông đang ngồi bên giường bệnh. Thấy chú Sốc Chun vội nói, hôm nay nhiều người đến thăm quá, anh ấy hơi mệt. Vất vả cho chị quá, anh ấy khỏe như vậy sao lại bị ung thư phổi được. Anh ấy nhất định sẽ khỏe lại. Câu nói của chú Sốc Chun phảng phất chút lo lắng. Đã sang giai đoạn 3 rồi, khối ung thư đã bắt đầu di căn. Bác sĩ nói phải kết hợp phẫu thuật và hóa trị. Vợ Song Hyung Song nghẹn ngào nói, Chu Sốc Chun khuyên chị nên ăn uống một chút, còn anh ngồi bên cạnh nhìn tấm thân gầy mòn của Song Hyung Song, lòng anh nhói đau. Rất lâu sau đó, Song Hyung Song động đậy, mắt anh ta mở, nhìn thấy Chu Sốc Chun ngồi bên cạnh, thều thào hỏi, cậu đến rồi à? Anh sao vậy? Chu Sốc Chun cầm lấy tay Song Hyung Song, ân cần hỏi thăm. Bây giờ không có gì quan trọng nữa rồi, cậu bận như vậy mà vẫn dành thời gian đến thăm, tôi thật ngại quá. Anh đừng khách sáo, em đến thăm anh là chuyện đương nhiên mà. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn cậu. Song Hyung Song định ngồi dậy. Anh đừng ngồi dậy, cứ nằm cũng được. Không sao, nằm cả ngày rồi, cũng mỏi người, cậu đỡ tôi dậy. Chú Sốc Chun đỡ lưng Song Hyung Song để anh ta ngồi dậy. Bây giờ thoải mái hơn rồi. Phẫu thuật xong là ổn thôi, anh nên cai thuốc lá đi, mọi người trong câu lạc bộ cũng hút nhiều quá. Chú Sốc Chun khuyên Song Hyung Song nên lạc quan. Khỏe rồi thì có thể làm được gì nữa, nhà tôi còn là cái nhà nữa đâu. Khuôn mặt Song Hyung Song xanh xao, anh nói một câu bâng quơ. Sao anh lại nói như vậy? Vợ chồng anh có gì mà phải lo lắng đâu. Hai người là thần tượng của giới công chức bọn em. Vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Anh nói sao ấy chứ? Chú Sốc Chun chưa nói hết câu, Song Hyung Song đã thở dài. Anh nhìn ra cửa sổ, rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Song Hyung Song làm việc cho một công ty thiết kế nước ngoài. Vợ anh là Nomili,
làm việc cho một công ty lớn. Tuy còn trẻ nhưng hai người đã có mức lương rất cao. Họ được bạn bè vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn không lâu, họ mua một chiếc ô tô hạng trung. Tuy chiếc xe hơi vượt quá khả năng của họ, nhưng họ lại quan tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cứ như vậy, họ có một cuộc sống tân hôn hạnh phúc. Sau khi có hai đứa con, họ càng làm việc chăm chỉ hơn. Anh à, con chúng ta cũng lớn rồi, em muốn đổi một căn nhà rộng hơn, anh thấy thế nào? Các con cũng cần có một phòng riêng. Anh thấy bây giờ giá nhà đất đang lên, nếu muốn đổi nhà rộng hơn thì phải vay ngân hàng. Song Hyung Song và Nomili đã suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng họ quyết định vay tiền đổi một căn nhà lớn hơn. Cứ quyết vậy đi, nhà đất đang ngày càng lên cao, trước sau anh cũng dự định mua nhà, đây cũng là một cách đầu tư. Sau khi chuyển nhà, Nomili lại gợi ý chồng trang hoàng thêm một số nội thất cao cấp cho căn nhà. Đồ dùng nhà mình đã 5 năm rồi, em rất muốn có một cái bàn ăn kiểu dáng châu Âu sang trọng để uống cà phê. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật đọc báo, chắc chắn sẽ rất đẹp đấy. Thôi được, dù sao cũng đã vay ngân hàng rồi, trang trí nhà như thế nào là do em quyết. Nhân dịp này anh cũng muốn đổi chiếc xe lớn hơn một chút. Đàn ông thì phải có xe đẹp mới được mọi người đánh giá cao, phải không nào? Nomili vô cùng vui mừng trước ý tưởng của chồng, rồi khoác tay Song Hyung Song đi mua sắm. Cảm giác như mình trở thành người giàu có vậy, thật là thích, anh thật là giỏi. Sau khi mua đồ điện và đồ gia dụng xong, trên đường về Nomili nói chuyện với chồng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Nhìn vợ vui vẻ như vậy, Song Hyung Song nói anh còn phải mở thêm vài tấm thẻ tín dụng để sắm Tết một loạt đồ mới. Sau đó, họ bận rộn với việc tiếp đãi bạn bè đến thăm nhà mới. Khi mọi người nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, họ càng thấy hạnh phúc hơn. Trong mắt mọi người, họ rất đẹp đôi. Để làm đẹp thêm cho cuộc sống của mình, họ mua toàn đồ xịn. Thậm chí họ còn thích mua hàng qua mạng và qua truyền hình. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước những gì họ chi tiêu. Họ được mệnh danh là đôi vợ chồng vừa thành đạt vừa hạnh phúc. Nhưng cuộc sống hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu. Những khoản nợ, khoản trả góp và tiền nợ thẻ tín dụng mà họ đã vay để tô vẽ cho hình tượng giàu sang của mình đều đồng loạt đến hạn. Nhưng ngôi nhà của họ không hề tăng giá, điều này làm họ vô cùng lo lắng. Anh à, mình phải làm sao bây giờ? Hôm nay ngân hàng gọi đến thông báo đã đến hạn phải trả tiền. Chúng ta phải trả một phần nợ gốc, anh còn khoản tiết kiệm nào không? Anh đào đâu ra tiết kiệm nữa, chúng ta cứ trông mong giá nhà tăng nên đã vùng tay quá chán. Song Hyung Song không nói thêm nữa, vợ anh biết rõ ràng tiền lương của họ không đủ để chi trả những khoản nợ và chi tiêu đó. Lại còn hỏi anh còn tiền tiết kiệm không, điều đó khiến anh hơi bực mình. Bàn bạc một lúc, họ quyết định rút tiền nghỉ hưu ra để dùng tạm, nhưng mọi việc chưa kết thúc ở đó. Anh ơi, anh giúp em đi. Chồng em đang vô cùng nguy cấp, anh hãy giúp em lần này đi, được không? Em gái của Song Hyung Song muốn nhờ anh giúp việc bảo lãnh vay nợ cho công ty của chồng cô ấy. 3 năm trước, chồng của em gái anh bỏ việc cơ quan bắt đầu kinh doanh. Vì cô này nỉ nhiều quá, nên Song Hyung Song đã giấu vợ cho cô ấy vay 50 triệu won. Mọi việc vẫn chưa chấm dứt, cô ấy lại đến gặp anh vì chuyện bảo lãnh nữa. Anh cũng đang khó khăn lắm. Lần trước anh đã giấu chị cho em vay 50 triệu won. Anh đã khổ lắm rồi, lần này lại bảo anh bảo lãnh là thế nào? Anh ơi, em không nhờ anh thì còn biết nhờ ai? Anh tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, có công việc tốt, có một cuộc sống khiến mọi người ngưỡng mộ, nên em chỉ biết tìm anh thôi. Đây là lần cuối cùng, không có lần sau nữa đâu, có được không? Nhìn ánh mắt cầu xin của em gái, Song Hyung Song động lòng. Anh suy nghĩ mấy ngày trời, anh lại giấu vợ, đóng dấu vào thư bảo lãnh. Mấy ngày sau, anh à, thế này là thế nào? Nomili gọi điện cho Song Hyung Song lúc anh đang làm việc ở công ty. Sao thế? Có chuyện gì vậy?
Nomili kiểm tra tài khoản thấy tiền lương ít đi một nửa, nên gọi điện thoại hỏi xem việc viết thư bảo lãnh cho em gái có vấn đề gì không. Vừa nghe đến đó, Song Hyung Song nổi giận. Mấy hôm trước, anh đã nhận được nhiều thông báo trả nợ. Nomili phát hiện ra chồng giấu cô bảo lãnh cho chồng của em gái. Hai người đã cãi nhau một trận. Song Hyung Song bảo cô không cần quan tâm đến việc đó nữa, cứ để anh tự giải quyết, rồi anh cúp máy. Anh thắc mắc không biết thư đảm bảo anh viết có vấn đề gì không. Song Hyung Song vội vàng gọi điện cho em gái, nhưng điện thoại của cô tắt máy, gọi đến nhà không có ai nghe máy, cũng không gọi được cho chồng cô ấy. Mấy cái đứa này! Không liên lạc được với họ nên Song Hyung Song càng tức giận hơn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh liền đến phòng tài vụ tìm hiểu nguyên nhân tiền lương của anh bị trừ, đúng lúc ông trưởng phòng Jin đang ở đó. Cậu không đến thì tôi cũng định qua tìm cậu. Tôi nhận được thông báo lương của anh bị trừ rồi, nguyên nhân thì không rõ, anh phải cẩn thận nhé. Sao lại như vậy? Trước khi trừ cũng không có thông báo gì cả, sao lại đột ngột như vậy? Cuối cùng Song Hyung Song cũng biết đến cái cảnh bị thúc nợ khổ sở như thế nào, đúng là chó cắn áo rách. Trưởng phòng Jin nói nhận được chỉ thị của công ty phải báo cáo lại với cấp trên những khoản tín dụng cá nhân, nhất là những khoản liên quan đến tài chính. Những người đó sẽ bị đưa vào danh sách quản lý đặc biệt của phòng nhân sự. Việc giám sát nhân sự đối với những người đó sẽ nghiêm ngặt hơn để đề phòng khi tài chính bất ổn, họ sẽ tham ô công quỹ. Không biết được nguyên nhân, Song Hyung Song đi ra ngoài tòa nhà chậm một điếu thuốc. Việc bảo lãnh vốn đã làm anh rất đau đầu, không ngờ khi anh rút tiền nghỉ hưu thì tiền lương lại bị trừ, gây ảnh hưởng không tốt với công ty. Sau này ấn tượng với phòng nhân sự cũng sẽ không được tốt. Một loạt sự cố xảy ra làm cho Song Hyung Song bị sốc. Anh thấy đau thắt trong lồng ngực, tiếp theo đó là một cơn ho dữ dội. Dạo này anh thường xuyên bị ho, anh chỉ nghĩ đơn giản là anh bị cảm do chuyển mùa, nhưng hôm nay lại bị đau thắt lồng ngực nữa. Sau khi anh tới bệnh viện để lấy thuốc cảm, bác sĩ khuyên anh nên kiểm tra sức khỏe. Không ngờ kết quả cuối cùng lại cho thấy anh có thể đã bị ung thư phổi. Song Hyung Song được chuyển đến bệnh viện lớn. Song Hyung Song không nói được nữa, anh bắt đầu thở gấp. Anh à, anh mệt rồi đừng nói nữa. Không sao, lấy cho tôi một chút nước. Chu Sốc Chun rót một cốc nước đưa cho Song Hyung Song. Cậu có biết nằm viện thế này tôi buồn nhất là chuyện gì không? Tuy tôi chỉ đau đớn về thể xác, nó cũng sẽ chấm dứt sớm thôi, nhưng gia đình tôi thì còn đau khổ rất lâu nữa. Tôi chẳng để lại được cho họ thứ gì. Cứ nghĩ vợ con tôi tay trắng đối với thế giới khốc liệt này thì nỗi đau thể xác của tôi chẳng thấm tháp vào đâu. Cậu đừng có sống như tôi nhé. Song Hyung Song nói cũng khó khăn, nhưng anh vẫn muốn kể lại bài học đời mình cho mọi người. Ra khỏi phòng bệnh, tinh thần Chu Sốc Chun trùng hẳn xuống. Anh thấy mình với Song Hyung Song chẳng khác gì nhau. Tuy anh không mê hàng hiệu như vợ chồng Song Hyung Song, cũng không thích mua hàng trên mạng và qua truyền hình như Song Hyung Song, nhưng nội thất trong nhà và chiếc xe việt dã của anh cũng để lại gánh nặng không nhỏ. Bản thân anh cũng đang đi theo vết xe đổ của Song Hyung Song. Một cảm giác bất an bao trùm lên Chu Sốc Chun. Chu Sốc Chun đi về phía thang máy, anh thấy Nomili đang ngồi thần người ở cuối hành lang. Anh thấy mình nên chào hỏi chị ta, nên anh đi lại về phía đó. Chị vất vả quá, anh ấy nhất định sẽ khỏe lại. Nếu tôi giúp được gì thì chị cứ nói. Chu Sốc Chun biết rằng nếu anh tỏ ra mình có biết về chuyện bảo lãnh thì Nomili sẽ càng đau buồn hơn, nên anh chỉ chào hỏi qua loa. Lần này thì xong rồi, mọi người đều có bảo hiểm, anh ấy thì chẳng có gì. Làm sao bây giờ? Giọng chị ta nghẹn ngào, thực sự trong lúc này Song Hyung Song cần nhất là bảo hiểm y tế để chi trả viện phí. Anh ấy không có bảo hiểm y tế sao? Chỉ có bảo hiểm trọn đời loại 50.000 won một tháng thôi. Nhân viên tư vấn có khuyên anh ấy nên mua một loại bảo hiểm y tế, nhưng anh ấy nói mình không có bệnh tật gì, bỏ tiền mua bảo hiểm thì lãng phí, nên không để ý đến chuyện đó. Sau đó tôi cũng không nhắc đến chuyện bảo hiểm nữa, nhưng ai ngờ lại xảy ra việc này. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa.
nước mắt chị rơi lã chã. Chú Sốc Chun không biết phải an ủi chị thế nào cho phải, đành ái ngại đứng nhìn. Chẳng may mình cũng mắc bệnh như Song Hyung Song thì tất cả các khoản nợ sẽ dồn hết lên đầu vợ con mình sao? Hình thức trả góp không lý tưởng như bạn nghĩ. Cả đêm chú Sốc Chun dường như không ngủ được vì anh lo lắng cho Song Hyung Song và cho cả tương lai của mình. Anh đến công ty sớm hơn một tiếng đồng hồ và gặp Trang Myung Kyung ở thang máy, trưởng phòng Trang. Anh đến sớm thật đấy. Chào cậu, hôm nay cậu đi làm sớm vậy. Trang Myung Kyung nhìn chú Sốc Chun với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. À, tôi tỉnh giấc sớm quá nên dậy đi làm luôn. Anh ngày nào cũng đến sớm vậy à? Ngày nào tôi cũng đến công ty vào giờ này. Đi làm sớm một chút thì nhận lương của công ty sẽ thanh thản hơn, phải không? Đúng là như vậy. Sợ trưởng phòng Trang sẽ chỉ trích mình 9 giờ mới vào văn phòng, nên Chu Sốc Chun vờ như không nghe thấy lời mời uống cà phê của trưởng phòng, đi thẳng vào văn phòng. Theo thường lệ, anh bật máy tính xem tin tức. Một bài báo làm anh chú ý. Ở nước ta, chi tiêu bằng thẻ tín dụng đã tăng từ 162.000 tỷ won năm 2003 lên 250.000 tỷ won năm 2007. Trong khoảng thời gian 4 năm, tăng đến hơn 50%. Số nợ trả góp mua ô tô cũng tăng từ hơn 3.200 tỷ won năm 2000 lên hơn 6.400 tỷ won vào năm 2006. Số nợ đặt cọc mua nhà cuối năm 2004 lên đến 169.800 tỷ won. Đến cuối năm 2007 đã lên đến 217.000 tỷ won, tăng 47.200 tỷ won. Thẻ tín dụng, ô tô trả góp, vay nợ mua nhà, những khoản đó đều liên quan đến mình. Nhìn những số liệu thống kê trước mắt, Chu Sốc Chun thở dài thườn thượt. Sao vậy? Còn trẻ mà sao đã thở dài như vậy? Trưởng phòng Trang đem một cốc cà phê tới. À, không có gì, tôi đang đọc một bài báo. Sau khi xem qua một loạt tin tức, trưởng phòng Trang kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống. Dạo này sao trông cậu ủ rũ thế? Có chuyện gì buồn à? Trưởng phòng Trang hỏi với giọng điệu phỏng đoán. Cũng không có chuyện gì đâu ạ. Chú Sốc Chun kể chuyện của Song Hyung Song cho anh ấy nghe. Lạm dụng thẻ tín dụng, hậu quả sẽ giống như say rượu lái xe. Theo lời kể của cậu thì người bạn đó rắc rối to rồi. Anh ấy đã bị mê hoặc bởi quan niệm mua sắm đang lưu hành trong xã hội hiện nay. Hiện nay trong xã hội xuất hiện một số người trẻ tuổi gọi là chưa hết tháng đã hết tiền. Đến cuối tháng tiền lương của họ đều đã được tiêu hết mà xã hội lại đang cổ suý cho quan niệm mua sắm. Đời người chỉ có một lần, đừng để phải hối tiếc. Một số người theo số đông đã không suy tính đến lãi suất của những khoản nợ thẻ tín dụng, thích vay nợ để tiêu xài, mua ô tô bằng phương thức trả góp định kỳ hay là thuê mượn. Bản thân họ cũng không có tiền tiết kiệm nên khi thiếu tiền, họ sẽ ngập trong vũng bùn kinh tế. Cuối cùng chính tiền đã lấy đi cuộc sống của họ. Vay nợ để tiêu xài là vô cùng sai lầm. Những thẻ tín dụng cũng có dịch vụ trả góp định kỳ không lãi suất. Nó giúp chúng ta không phải cầm nhiều tiền mặt. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Chu Sốc Chun còn nhớ trong một buổi liên hoan của công ty, trưởng phòng Trang đã nói anh chưa từng mở một tấm thẻ tín dụng nào. Dùng thẻ tín dụng để chi tiêu vượt quá khả năng của mình cũng giống như say rượu lái xe, vô cùng nguy hiểm. Bởi vì tiền không qua tay mình nên rất khó khống chế mong muốn mua sắm của bản thân. Nghiêm túc mà nói, mua hàng bằng thẻ tín dụng là một hình thức vay nợ. Cũng như anh đã nói, hình thức trả góp định kỳ không lãi suất nghe có vẻ như ta được lợi, nhưng nó lại cổ vũ cho việc mua sắm vượt quá khả năng. Cuối cùng cuộc sống của chúng ta đều đã bị mang ra thế chấp hết. Lời của trưởng phòng Trang làm cho Chu Sốc Chun nhớ đến một chiếc máy tập anh mua trả góp mấy tháng trước. Anh chọn cách trả góp trong 10 tháng nên bây giờ vẫn chưa trả hết. Mỗi lần thấy thông báo trả tiền, vợ anh lại không tiếc lời kêu ca, trách móc sao anh không tập ở phòng thể dục của khu nhà, lại thích mua máy về cho tốn kém. Mua túi hàng hiệu,
đi du lịch nước ngoài bằng hình thức trả góp hay chi tiêu vượt quá khả năng chi trả của mình. Không chỉ có bạn anh thích như vậy đâu, xung quanh chúng ta có rất nhiều người như thế. Vì chưa có đủ khả năng mà có được thứ mình muốn, đấy chính là sai lầm của xã hội chúng ta. Nó tạo ra một nhóm người ỷ lại vào chi tiêu trả góp. Chỉ riêng số nợ ở đó đã là một con số rất lớn. Khi những khoản nợ đó sinh lời thì nó sẽ tăng với tốc độ chóng mặt. Và kết quả là con người sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền, rất khó có cơ hội để ngóc đầu lên được. Nghe trưởng phòng trang nói, Chu Sốc Chun lại thở dài. Tôi cho cậu xem thứ này. Trưởng phòng trang về bàn làm việc của mình, lấy một tập tài liệu đến bàn của Chu Sốc Chun. Cậu xem cái này đi, đây là những bài báo tôi đã thu thập được. Trưởng phòng trang mở tài liệu, các tin tức được anh cắt và dán ngay ngắn. Đó là những bài báo về kinh tế. Trưởng phòng trang dở một bài báo đưa cho Chu Sốc Chun xem. Cứ mỗi tháng đến ngày nhận lương là Lee Dae-kang sống ở Seoul vô cùng đau khổ. Anh làm việc trong một doanh nghiệp lớn đã được 10 năm. Trừ tiền thưởng thì thu nhập mỗi tháng của anh là 3 triệu 500 nghìn won. Nhưng anh nói mình đang sống một cuộc sống trả góp. Sau khi trừ đầu trừ đuôi, tiền lương mỗi tháng của anh chỉ còn lại 300 đến 400 nghìn won. Đầu tiên là khoản nợ thẻ tín dụng 1 triệu 060 nghìn won. 800 nghìn won là khoản trừ cho trung tâm thương mại và chi phí xăng dầu. Còn lại 260 nghìn won là tiền trả góp chiếc TV LCD 42 inch. Hồi tháng 5, anh đã mua chiếc TV đó với giá 1 triệu 500 nghìn won. Chỉ trả bằng hình thức trả góp trong 6 tháng. Anh Lee nói, lúc đó chiếc giường của tôi mua trả góp trong 10 tháng vừa trả hết, lại thấy cái TV đời cũ mua từ 7 năm trước chất lượng hình ảnh quá xấu, nên tôi muốn mua một cái mới. Có một trung tâm thương mại đưa ra mức giá rẻ bất ngờ, nên tôi đã quyết định mua. Anh Lee trả 700.000 won cho lần đầu, còn lại 800.000 won sẽ trả góp. Theo quy định trả góp, lần sau nếu trả bằng thẻ tín dụng thì anh sẽ bị tính lãi. Nếu trả góp trong 6 tháng thì số lãi là 59.000 won. Nếu trả bằng tiền mặt hoặc trả hết một lần, giá chiếc TV là 1 triệu 500.000 won. Nhưng nếu trả góp thì sẽ phải trả là 1 triệu 559.000 won. Trừ những khoản nợ thẻ tín dụng đi, những khoản chi tiêu cố định cũng khá nhiều. Năm ngoái, anh dùng thẻ tín dụng Samsung mua trả góp chiếc ô tô 20 triệu won trong vòng 36 tháng. Mỗi tháng, cả số tiền gốc và lãi phải trả là 727.000 won, trong đó tổng số lãi suất lên đến 170.000 won. Hai năm trước, anh vay của công ty 10 triệu won với mục đích làm tiền sinh hoạt. Mỗi tháng, lương của anh bị trừ thêm 300.000 won, lãi suất mỗi tháng là 33.000 won. 4 năm trước, anh đã vay của ngân hàng 70 triệu won để mua nhà, mỗi tháng phải trả 759.000 won cả gốc lẫn lãi, trong đó lãi là 20.000 won. Đó là lãi suất thấp nhất tại thời điểm vay. Ngoài ra, anh còn phải trả tiền điện thoại di động, điện thoại cố định, tiền điện, tiền ga. Tháng trước, tiền lương của anh chỉ còn 370.000 won. Anh Lee phàn nàn, cứ mỗi lần đổi xe, giường, TV, ghế sofa là lại thiếu tiền, đành phải mua bằng hình thức trả góp. Bây giờ không mua trả góp thì không biết sống thế nào. Thế nào, nhìn những con số đó, cậu có thấy choáng váng không? Trên thực tế, có rất nhiều người có tình hình tài chính giống như trong bài báo. Trưởng phòng trang nói ngay cả người có thu nhập lên đến 5 triệu won cũng phải sống cho qua ngày để trả nợ. Lúc ngoài 20 tuổi thì ham chơi, đua đòi hàng hiệu. Đến 30 tuổi lại muốn mua nhà, 40 tuổi lại lo tiền cho con học. Tất cả những khoản đó làm cho chúng ta phải tìm đến hình thức trả góp hoặc vay nợ. Chúng ta phải hết sức cảnh giác với quan niệm chi tiêu ngoài khả năng này. Vì số tiền chúng ta chi tiêu một giờ lớn hơn số tiền chúng ta kiếm được rất nhiều lần. Từ khi có được hình thức trả góp, những phụ nữ ở tầng lớp trung lưu thích hư vinh, giấu chồng mua vàng bạc trang sức và những đồ xa xỉ khác. Chồng họ thì cắn răng mua xe nhập khẩu. Từ lúc họ đưa ra những quyết định ấy, cuộc sống của họ đã bị trói chặt với những khoản nợ rồi.
Tuy không mua vàng bạc và xe nhập khẩu, nhưng chi tiêu của Chu Sốc Chun rõ ràng đã vượt quá khả năng chi trả của anh. Anh nhớ lại lần nói chuyện với giáo sư Masu khi phát hiện ra tài sản cố định của mình chỉ còn 63 triệu won. Anh đã suýt ngất. Trong lòng anh lại cảm thấy bất an. Nhưng lần này không phải là vì Song Hyun Song nữa. Nợ nần là kẻ thù lớn nhất của cuộc sống. Hẹn gặp giáo sư Masu không đơn giản như anh nghĩ. Giáo sư là giám đốc điều hành của khu vực châu Á nên phải thường xuyên đi lại giữa Nhật Bản và Hồng Kông, rất ít khi rảnh rỗi. Chu Sốc Chun bắt đầu lo lắng, làm thế nào anh cũng phải gặp được giáo sư Masu để nghe phương án cụ thể của giáo sư. Sau 10 lần liên lạc với thư ký của giáo sư, anh cũng có được một cơ hội gặp mặt. Do đang trong giờ làm việc, không được bỏ vị trí, nên anh lấy lý do con ốm để rời công ty sớm. Anh chạy như bay đến văn phòng của giáo sư Masu. Chu Sốc Chun kể cho giáo sư Masu câu chuyện của Song Hyun Song. Anh nói rằng mình đã ngộ ra được nhiều điều từ câu chuyện ấy. Thưa giáo sư, bây giờ em nên giải quyết vấn đề tài chính của mình như thế nào ạ? Chu Sốc Chun vô cùng nóng ruột, nhưng giáo sư Masu lại rất bình thản. Ông vỗ vai Chu Sốc Chun. Đáp án rất đơn giản, đó là giải quyết các khoản nợ. Nhưng trước khi giải quyết các khoản nợ, phải làm một việc. Đó là để không làm nảy sinh nợ mới, phải bịt lỗ thủng lại, phải kiềm chế mong muốn mua sắm, ngay cả khi phải mang nợ. Để làm được điều này cần phải có tri thức và kỹ xảo. Vì vậy, bước tiếp theo, cậu phải làm là tìm hiểu tình hình nợ của mình, sau đó trả từng khoản một. Tôi đã từng gặp rất nhiều người sau khi trả hết nợ đã trở nên giàu có. Suy cho cùng, cái gốc của quản lý chi tiêu là ở thanh toán các khoản nợ trong thời gian ngắn nhất và không làm nảy sinh nợ mới. Nếu cậu không muốn trở thành nô lệ của đồng tiền thì trước hết phải nhận thức được một điều, cậu phải chịu trách nhiệm với các vấn đề tài chính do mình gây ra chứ không phải đổ lỗi cho người khác. Sau này, cậu không phải nghĩ gì cả. Chỉ cần dốc toàn lực trả nợ thôi. Điều đó không đơn giản chút nào. Cái gốc của quản lý chi tiêu là ở thanh toán các khoản nợ trong khoảng thời gian ngắn nhất và không làm nảy sinh nợ mới. Chu Sốc Chun hoàn toàn đồng ý với câu nói ấy, nhưng anh không biết làm thế nào để bắt tay vào thanh toán các khoản nợ. Ban đầu mọi người đều không biết phải làm thế nào. Thế này nhé, cậu hãy tìm hiểu xem các khoản nợ mang lại bao nhiêu rắc rối cho cậu. Giáo sư Masu bật máy tính xách tay rồi xoay về hướng Chu Sốc Chun. Đây là bảng danh sách các khoản nợ của cậu. Lần trước cậu đã viết ra, cậu sướng hơn cha mẹ của mình ở chỗ, cậu dễ dàng có được nhà và xe và dễ dàng vay tiền ngân hàng. Nhưng cuộc sống này không có bữa trưa miễn phí. Mỗi tháng cậu phải trả 1.560.000 won cho chủ nợ, mỗi năm là hơn 18.720.000 won. Lương một năm của cậu là bao nhiêu? Khoảng 50 triệu won ạ. À, còn bị trừ thuế, chỉ còn khoảng 42 triệu won thôi ạ. Nếu như vậy không tính nợ gốc, chỉ riêng tiền lãi đã chiếm 45% thu nhập một năm của cậu. Nếu trả nợ gốc trong 10 năm, mỗi năm phải trả 24 triệu won. Như vậy cả vốn lẫn lãi thì lương của cậu không đủ để trả. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã nản rồi. Nếu muốn thành công trong quản lý chi tiêu, vũ khí mạnh nhất của chúng ta là tiền lương. Nhưng bây giờ vũ khí đó của cậu còn không đủ mạnh để chiến thắng khoản nợ này rồi. Chu Sốc Chun không nói gì được nữa, chỉ biết nhìn đăm đăm vào bảng thống kê trên màn hình. Đến đây, cậu có thể phân tích từng khoản nợ của mình. Tại sao lại có khoản nợ này? Trong khoản nợ đó tiềm ẩn nguy cơ gì? Nếu cậu không làm rõ được điều đó, cho dù có trả hết nợ, thì rồi cậu vẫn sẽ rơi vào khủng hoảng. Hiện nay, cậu có tổng cộng 4 khoản nợ. Đó là khoản nợ mua nhà, trả góp ô tô, nợ vay ngân hàng và nợ thẻ tín dụng. Đúng không? Đúng như vậy, nghe giáo sư nói em mới phát hiện ra mình có nhiều khoản nợ đến vậy. Chu Sốc Chun thấy mặt mình nóng dần lên. Thấy vậy, giáo sư Masu bảo thư ký mang một tách trà tới. Chu Sốc Chun uống xong, tinh thần có ổn định hơn chút xíu.
vay nợ mua nhà, nguyên tắc 30%. Bây giờ chúng ta phân tích từng mục một, cậu thấy khoản tiền vay mua nhà như thế nào? Giáo sư Masu uống một ngụm nước, lấy giọng rồi ngồi thẳng lại, bắt đầu nêu câu hỏi. Vay nợ tất nhiên là không phải là việc tốt, nhưng với em trong số các khoản nợ thì khoản này là còn khá, bởi vì lấy nhà làm tài sản thế chấp so với các loại hình tín dụng khác, lãi suất tương đối thấp. Từ lúc đến đây, tôi phát hiện ra mọi người rất thích nhà ở và bất động sản. Ở đây, tỷ lệ nắm giữ bất động sản và tiền tệ của cá nhân là 4-1, giá trị bất động sản gấp 4 lần tiền tệ. Ở Mỹ, tỷ lệ đó là 4-6. Tiền tệ lớn hơn bất động sản rất nhiều. Nhìn trên toàn thế giới thì tỷ lệ nắm giữ bất động sản của người Hàn Quốc là một trường hợp đặc biệt. Vậy sao? Em cứ nghĩ là có một căn nhà là nhu cầu cơ bản của mọi người, nước nào cũng vậy. Em chưa bao giờ nghe đến điều này. Giáo sư Masu nói rằng quan niệm về nhà đất của người dân Hàn Quốc đã tạo ra cơn sốt bất động sản kéo dài suốt hơn 30 năm. Có một căn nhà riêng là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của một người Hàn Quốc. Vì vậy họ sẽ dốc hết thu nhập của mình vào đó. Nhưng nhiều khi để trả nợ, họ lại không thể đầu tư vào các lĩnh vực khác. Nếu thị trường nhà đất Hàn Quốc bị trượt dốc hoặc cậu bất ngờ bị mất việc làm, không có thu nhập, thì nguy cơ mà cậu phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều. Nếu hoàn cảnh bắt buộc, cậu không còn cách nào khác là phải vay nợ thế chấp để mua nhà, thì cả vốn lẫn lãi cậu phải trả mỗi tháng, không được quá 30% thu nhập mỗi tháng. Cậu phải nhớ lấy điều này, vay nợ vượt quá khả năng chi trả là điều nguy hiểm nhất. Với tiền lương bây giờ của cậu, trả tiền nhà hơi vất vả. Đây là vấn đề bắt buộc phải giải quyết. Giáo sư Masu dùng bút đỏ khoanh tròn con số 1.166.667 won là tiền lãi vay nợ mua nhà mỗi tháng. Con số này quả thật là đáng sợ. Đây là sai lầm do nghĩ giá nhà sẽ lên cao. Nếu giá nhà không những không tăng mà lãi suất tăng thì cậu sẽ phải chịu gánh nặng lớn đến thế nào. Trước đó mỗi tháng, Chu Sốc Chun phải trả 1 triệu won tiền lãi vay mua nhà. Thực sự đây là một gánh nặng đối với anh, nhưng anh luôn tin rằng giá nhà đất sẽ tăng, lúc đó anh sẽ lời lớn. Nhưng nghe giáo sư Masu nói vậy, anh ý thức được mình đã tin vào việc giá nhà tăng một cách vô căn cứ, đó cũng là do anh quá lạc quan về tương lai của mình. Có phải như vậy không? Giả thiết một người cũng hy vọng giá nhà tăng, mua một căn nhà 300 triệu won, trong đó 100 triệu won là tiền của cậu ta, còn 200 triệu won là vay của ngân hàng, thì mỗi tháng cậu ta phải trả 1 triệu won tiền lãi. Nhưng cậu ta chỉ là một công chức bình thường, thu nhập mỗi tháng chỉ có tiền lương. Trong hoàn cảnh phải trả lãi thì anh ta không thể đầu tư được. Nhưng nếu giá nhà đất lại trái với kỳ vọng của anh ta, sau 10 năm giảm 33%, thì hậu quả sẽ thế nào? Chủ Sốc Chun tỏ ra rất muốn biết hậu quả của việc đó. Giáo sư Masu viết một số 0 lên tờ giấy trắng. Không, nhà của anh ta biến thành một hộp sắt vụn. Lúc đó giá trị của ngôi nhà là 200 triệu won, nhưng 200 triệu won đó là bằng với số nợ ngân hàng. Thế thì thật đáng sợ. Mặt Chu Sốc Chun không chút biểu cảm. Xem ra cậu vẫn còn mơ hồ lắm. Cậu có biết có một việc còn đáng sợ hơn nữa không? Mỗi tháng trả 1 triệu won tiền lãi, 10 năm sau, cậu có biết là con số đó là bao nhiêu không? 120 triệu won. Nếu đầu tư số tiền đó vào quỹ tiết kiệm với lãi suất 10% một năm thì sẽ được 200 triệu won. Đáng ra nếu thao tác đúng, sau 10 năm anh ta sẽ có 200 triệu won. Nhưng thật đáng tiếc, cơ hội kiếm được 200 triệu won đã bốc hơi. Ở Hàn Quốc luôn tiềm ẩn nguy hiểm trong đầu tư bất động sản. Vì vậy nếu đánh cược tất cả vào một ngôi nhà thì là điều không nên. Huyễn hoặc và sai lầm. Vay nợ mua nhà là một cách đầu tư khá tốt, có thể dùng chính ngôi nhà đó làm vật thế chấp, lãi suất cũng tương đối thấp. Ý kiến của chuyên gia: khoản vay mua nhà vượt quá khả năng chi trả của bạn sẽ làm cho tình hình tài chính của bạn trở nên bất ổn. Cách làm chính xác là số tiền phải trả cả vốn lẫn lãi không được vượt quá 30% thu nhập của bạn.
nếu có thể, nhanh chóng trả hết khoản nợ đó trong một thời gian càng ngắn càng tốt. Mua xe, hãy suy nghĩ kỹ. Tiếp theo là khoản mua xe trả góp. Lúc nãy cậu nói là Song Hyung Song đã sắm một chiếc xe hạng sang bằng hình thức thuê xe phải không? Vậy cậu thấy hình thức trả góp định kỳ và thuê xe thế nào? Có lẽ suy nghĩ của em sẽ lại bị giáo sư chỉ trích. Theo em, nếu không dùng phương thức trả góp hoặc thuê thì một người dân thường như em không thể có xe xịn được. Hơn nữa, làm gì có ai trả hết tiền mua xe trong một lần. Chủ Sok Chun thấy phấn chấn hẳn lên, anh thấy mình nói không có gì sai cả. Tốt, cậu dám nói ra suy nghĩ của mình, điều này rất quan trọng. Mục đích lần gặp này của cậu cũng không phải là nói lời hay ý đẹp cho tôi nghe. Thực ra trước kia tôi cũng đã nghĩ như cậu. 2 năm trước, em mua trả góp một chiếc xe, bây giờ vẫn còn nợ một khoản. Nhưng do gần đây lại có nhiều mẫu xe mới nên em muốn đổi xe nữa. Đúng lúc tiền lương được tăng 8%, tăng 4 triệu won so với trước nên em đã hơi động lòng. Nhưng vợ em một mực phản đối, nói xe vẫn tốt không việc gì phải đổi. Em khuyên vợ rằng bây giờ xe vẫn còn mới, bán đi còn được giá. Nhưng đến nay vợ chồng em vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Không hiểu sao vợ em lại bảo thủ thế. Thực ra vợ cũng đang muốn ngăn cản cậu rơi vào vòng xoáy nợ nần. Trước đây tôi đã kể cho cậu về chuyện chiếc xe Corvette rồi nhỉ. Tôi cũng là một người thích ô tô, nhưng cứ nghĩ đến chuỗi ngày dài trả góp là tôi không muốn mua nữa. Nếu không suy nghĩ đến năng lực kinh tế của mình, mua xe trả góp hay thuê thì chính hành động đó đã chặn đứng con đường làm giàu của cậu. Thế nên em mới muốn đổi xe sau khi tiền lương đã được tăng lên 4 triệu won. Chu Sốc Chun cho rằng khoản chi đó không hề vượt quá khả năng của anh. Anh nhìn giáo sư Masu với ánh mắt nghi hoặc. Cho dù là trả góp hay thuê xe cũng đều đem lại gánh nặng lớn cho tài chính gia đình. Giả sử cậu vẫn chưa trả hết tiền mua chiếc xe cũ, lại dùng số tiền lương mới đó để mua chiếc xe mới, tiền trả góp mỗi tháng là 400.000 won, trả trong 60 tháng. Chưa đến 3 năm, cậu lại mua trả góp một chiếc xe mới nữa, thì số tiền trả góp đó sẽ ám ảnh cậu cả đời. Nếu từ năm 30 tuổi đến năm 60 tuổi, mỗi tháng phải trả 400.000 won tiền mua xe, thì tương đương với việc mua một chiếc xe với giá 144.000 won. Nếu mỗi tháng trong cuộc đời đều phải trả 400.000 won tiền mua xe, thì cậu sẽ bỏ qua bao nhiêu cơ hội đầu tư. Tiền đó nếu đầu tư vào quỹ tiết kiệm với lãi suất 10% một năm thì đến 60 tuổi cậu sẽ có trong tay 868 triệu won tiền dưỡng già. Mỗi tháng đầu tư 400.000 won thì số tiền trả trong 30 năm là 144 triệu won. Nhưng điều kinh ngạc không chỉ dừng ở đó. Nếu đầu tư số tiền đó vào quỹ tiết kiệm thì số tiền thu được sẽ là hơn 800 triệu won. Một chiếc xe có thể làm tiêu tan số tiền 800 triệu won dưỡng già của cậu. Cậu có đổi chiếc xe để lấy số tiền dưỡng già của mình không? Ở Mỹ, nhiều người giàu mua xe tương ứng với tình hình tài chính của họ và thời gian sử dụng chiếc xe rất lâu. Đó chính là bí quyết thành công trong tài chính của họ. Nghe giáo sư nói, em biết mình còn thiến cận lắm. Chu Sốc Chun tuy cũng muốn biện minh nhưng không tìm ra lý do nào thích hợp hơn. Huyễn hoặc và sai lầm. Mua xe trả góp hay thuê là một biện pháp tài chính giúp mọi người có được xe xịn với giá cả thấp nhất. Ý kiến của chuyên gia. Khi suy tính mua xe, những người giàu có thường chọn xe tương ứng với tình hình tài chính của mình và sử dụng trong thời gian dài. Đây chính là bí quyết thành công của họ.